Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có siêu bùa hộ mạng Lê Thanh Thản đến tòa, tòa lại giải tán. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, nhiều người trông đợi vào phiên tòa xét xử một nhân vật nổi tiếng, người duy nhất cho đến nay được ông Tổng Bí Thư tặng 4 câu thơ thần thánh. 4 câu thơ này được ví như một siêu bùa bởi nó che chở cho Lê Thanh Thản không phải là ít. Với những người làm kinh tế thích dựa hơi quyền lực thì chỉ cần một tấm hình chụp chung với ông Tổng Bí Thư cũng là tấm bùa linh thiêng trong các mối quan hệ làm ăn. Ở Việt Nam có một thứ văn hóa rất quái lạ so với những nước khác, đó là văn hóa khoe quan hệ. Đôi khi, việc chụp ảnh chung với lãnh đạo Cộng sản chỉ là chụp ké, người lãnh đạo đấy không chắc đã quen biết với người đứng bên cạnh mình trên tấm hình. Tuy nhiên, khi phóng to bức ảnh đặt trong phòng làm việc, thì người chụp chung với lãnh đạo cũng khiến cho các quan chức địa phương phải nể sợ, phải cúm núm. Lá bùa linh thiêng trong tay ông Lê Thanh Thản. Việc có được một lá bùa với 4 câu thơ do Tổng Bí Thư, Chủ tịch chủ động tặng thì không có gì bằng. Vào năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, Công an thành phố này lại không dám bắt. Đến tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội lại khởi tố ông Thản với cùng một tội danh, nhưng cũng không dám bắt. Có ý kiến cho rằng nếu ông Thản không sở hữu tấm bùa linh của ông Tổng Bí Thư thì ông đã bị bắt tạm giam như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết hay Trương Mỹ Lan từ lâu rồi. Vài lời của Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, nó có thể cứu cả cuộc đời của mấy ông đại gia lừa đảo. Trước đây thấy nguy cơ bị tóm, Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh cũng đã viết tâm thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng không đáp lại lời khẩn cầu này, nên sau đó Đỗ Anh Dũng đã bị bắt. Rất có thể lúc đó ông Trọng chỉ cần viết vài câu thơ thôi thì có cho vàng Bộ Công an cũng không dám bắt. Người có bùa thiêng đến tòa thì tòa giải tán sớm. Ở bản tin trước chúng tôi có nói rằng đừng đặt câu hỏi ông Lê Thanh Thản có bị tù hay không, mà nên đặt câu hỏi rằng ông Lê Thanh Thản tới tòa bằng Rolls Royce hay bằng xe G63. Dàn xe không Thản rất đáng để ngắm vì nó toàn là siêu xa, sẽ rất khó để cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án một ông có bùa linh của ông Tổng Bí Thư trong tay. Và nếu có thể thì tòa sẽ năn nỉ ông Lê Thanh Thản ở hậu trường là nhận án treo cho tòa khỏi bẽ mặt mà thôi. Dự đoán là như vậy, nhưng thực tế diễn ra còn hài hơn cả dự đoán nữa. Tòa đã cho giải tán và chào sơ về điều tra lại, nghĩa là không thể kết án ông Lê Thanh Thản lúc này. Không biết việc điều tra của Công an thành phố Hà Nội thế nào mà đến nay đã 4 năm vẫn không đủ cơ sở để mà xét xử. Nếu bắt ông Lê Thanh Thản để điều tra thì đâu có thể kéo dài vụ án đến 4 năm cho được. Cho nên bùa của ông Trọng linh thiêng là ở điểm đấy, làm cho Công an không dám ban thêm lệnh bắt, Viện Kiểm sát không dám ban lệnh bắt và tòa án thì không dám xét xử, mà phải trả hồ sơ về để mà câu giờ. Ông Lê Thanh Thản trước tòa. Có người nói mỉa mai rằng ông Lê Thanh Thản mà không giàu, không sở hữu bùa linh của ông Trọng thì chỉ cần bắt nhầm con vịt của hàng xóm về nhậu thì tòa án bắt giam và tuyên 7 năm tù ngay. Tuy nhiên, đây là đại gia, có rất nhiều tiền và đang sở hữu tấm bùa linh của ông Tổng, nên cả ba cơ quan tố tụng gồm Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án cứ đùn đẩy cho nhau, ai cũng sợ chạm vào bùa linh thì toi mạng chính trị. Không biết rồi có ai trong ba cơ quan tố tụng của Hà Nội dám bạo gan phớt lờ tấm bùa thiêng này mà quyết xử ông Thản đúng người đúng tội hay không? E là không có ai dám ăn gan hùm đến như vậy. Toán Cộng sản là như thế, nó sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ với dân nghèo, nhưng mà với giới cầm quyền, chúng như những con chuột nhắt, sợ đủ thứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin có siêu bùa hộ mệnh Lê Thanh Thản đến tòa, tòa giải tán. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tô ơi, Công an Nhân dân mà sao cứ nhằm dân mà thổi vậy? Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tháng trước, Bộ Công an đã giản dựng truyền thông
xây dựng hình ảnh những công an viên tới tận nhà đón học sinh đi thi. Những hình ảnh dàn dựng ấy bị người dân dùng điện thoại di động ghi lại toàn cảnh, không chỉ ở kỳ thi năm nay mà năm nào cũng như vậy. Bộ Công an cho dàn dựng lên những vở kịch rất dởm, cứ lặp đi lặp lại mãi một bản y như nhau. Càng dựng kịch càng chứng tỏ hình ảnh người công an quá bệ rạc trong mắt người dân cả nước. Dù cho có dàn dựng như thế nào thì cũng không thể xóa được nỗi ám ảnh khi chỉ một trong ba năm, công an đã giết chết 226 người trong lúc tạm giam. Con số này nói lên tất cả những người công an được gắn với chữ nhân dân ấy, họ có vì dân hay không thì biết liền. Công an nhân dân nhằm vào dân mà thổi. Không ai thấm thía sự tàn ác và khốn nạn của công an nhân dân như dân Oan, Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Vườn Rau Lộc Hưng, vân vân trong cả nước. Một khi họ nhận nhiệm vụ, cấp trên bảo là họ phải đi cướp đất, thì họ ra tay rất tàn bạo, bất chấp mọi thủ đoạn. Mấy ngày qua, mạng xã hội dậy sóng với đoạn video clip ghi lại cảnh một người công an đấm đá tới tấp một người đàn ông. Theo nội dung trong clip, một số công an bảo vệ dân phố yêu cầu kéo xe ba gác đậu ở đường về để xử phạt. Sau đó, người đàn ông nhận là xe của mình và cho biết xe bị hư, đang dừng để sửa chữa. Người đàn ông cho rằng xe của mình không vi phạm và yêu cầu lập biên bản. Tiếp đó, người này ngồi lên xe để giữ xe lại và thế là bị anh cảnh sát tấn công một cách hết sức dã man. Người dân đã ghi lại hình ảnh này và đưa lên mạng xã hội để mọi người cùng biết. Đây là hình ảnh tiêu biểu của lực lượng được gọi là công an nhân dân. Họ đối xử với dân như kẻ thù vậy, chứ không hề xem như là đối tượng mà họ phải bảo vệ. Đã là công an, là người chấp pháp thì phải tuân thủ luật pháp. Nếu dân sai thì công an cương quyết thực thi nhiệm vụ, nếu cần có thể gọi lực lượng hỗ trợ. Nhưng công an không có quyền tấn công dân, cho dù dân có sai, ngoại trừ trường hợp bị tấn công bằng hung khí. Hành động người công an trong clip không phải là thi hành nhiệm vụ, mà thực sự là hành động của một kẻ côn đồ, nguy hiểm. Hình ảnh cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông đánh học sinh vỡ nón bảo hiểm làm dậy sóng mạng xã hội một thời gian. Vào hồi tháng 9 năm 2022, mạng xã hội cũng dậy sóng về clip dài hơn 5 phút, ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự đấm đá liên tục vào bụng, vào ngực một thiếu niên chạy xe mô tô. Thậm chí hai công an này còn dùng đùi cui nón bảo hiểm đánh rất mạnh vào đầu và lưng, khiến em thiếu niên này liên tục ôm đầu chịu đựng. Còn người bạn đi cùng chỉ biết lùi xa trong sợ hãi. Một lát sau, hai cảnh sát giao thông khác chạy mô tô đến. Một trong hai người này lại tiếp tục đánh thiếu niên lúc nãy. Đấy là hình ảnh thật nhất về cái gọi là công an nhân dân. Chính vì cách hành xử này mà họ phải dựng lên những hình ảnh giúp dân để mà tô mà chát lên cái mặt nạ vì dân phục vụ của họ. Có thể nói, bản chất của công an của Đảng Cộng sản bây giờ người dân đã quá rõ rồi. Dù chính quyền Cộng sản cố bưng bít thông tin về cách hành xử phản dân của công an, nhưng cũng không thể bưng bít hết cho được, vì nó quá nhiều, tràn lan khắp nơi trong cả nước. Từ ngày 7 tháng 8 vừa qua, Công an Lâm Đồng phát động phong trào thi đua học tập tấm gương ba cán bộ công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thực chất đó là ba công an chết do vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Nhiều người đặt câu hỏi rằng học tập ba cảnh sát giao thông này là học điều gì đây? Học họ cách chọn chỗ đường đèo này có nguy cơ bị sạt lở, tức là đoạn đường bị cạo chọc cây xanh, để ngồi đó chờ cho đất lở chôn vùi xác luôn hay sao? Đói khát hình ảnh tử tế quân của ông Tô Lâm vớ lấy tấm gương ba cảnh sát giao thông chết xui xẻo để mà học tập. Công an Lâm Đồng phát động phong trào học tập một cách hết sức buồn cười. Có người nói rằng công an của Đảng Cộng sản bây giờ chẳng còn chút gì hình ảnh tốt nào trong lòng dân nữa. Họ đã đói khát sự thừa nhận của nhân dân, nên họ vơ đại hình ảnh ba cảnh sát giao thông chết vì xui xẻo để mà học. Lực lượng công an của Tô Lâm thật là thảm hại. Nếu công an mà cứ lấy dân là xem như bao cát tập võ vậy, thì có tạo ra bao nhiêu mặt nạ cũng sẽ dụng hết mà thôi, thưa ông Đại tướng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Ông Tô ơi, công an nhân dân mà sao cứ nhằm mặt dân mà thổi.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.